Bây giờ em sẽ làm clip sơn cái chậu ly 38 này cho mấy anh luôn. Chậu ly 38 này bữa mới đổ ra rồi nha. Đây nè, khuôn của nó đây nè mấy. Chậu ly 38 này báo giá thì mấy anh coi lại clip trước giùm em ha. Em có clip báo giá chậu ly 38. Nhiều chậu quá em không nhớ giá nổi hết nha. Lâu lâu em cũng phải dạch tài liệu ra em phải coi thôi chứ em không nhớ giá hết. Mấy anh coi lại clip báo giá chậu ly 38 ABS á. Đó, giờ đổ thành phẩm rồi nè mấy anh. Không sơn mấy anh coi. Dưới này là đun 60 nè mấy, đun bệ 60 á. À, để xíu nữa em sẽ báo giá cái đun bệ 60 mà quay cái hoàn thành đun bệ 60 và đun bệ 45 khi đổ ra cho mấy anh coi luôn. Chậu ly này nó láng chắc sơn màu thôi. Rồi mình rảnh mình tô trên thôi đúng không? Theo em sơn màu gì được? Giờ vệ sinh lấy làm nguội nha mấy anh, chà lấy nhám chà cho sạch hết mấy ba dớ đi, tại chậu ly mà còn ba dớ xấu. Chà cho sạch nó láng mới đẹp. Chà dưới chân nó một xíu nữa một phút. Giờ xem màu nào tay. Xanh hả? Xanh xấu lắm. Giờ một màu dòng láng mịn nó có màu gì ta? Để coi. Chắc sơn bà màu xám đi. Xám đậm. Sơn màu xám sáng đi. Ha. Ừ. Rồi màu xám sáng đi, còn cái này xíu nữa mình tô màu gì mình tô, màu xanh gì cũng được nè. Như cái này nè. Nè, tô tới đây nè. Ha, màu xanh gì cũng được, mình nhấn lên cũng được. Ok, chơi vậy đi mấy anh, chứ màu chậu ly khó sơn, mấy anh không biết sơn màu gì luôn á. Giờ chà sạch nè, xong rồi mình lót kìm đi mấy anh ơi. Lót kìm, xài lót kìm dòng láng mịn Dolphin luôn. Lót kìm dòng láng mịn Dolphin 79.000 kg luôn mấy anh. Đó, chà sạch đi, giờ thổi bụi ra. Mấy anh phải vệ sinh sạch sẽ sơn mới bám dính tốt nha. Lấy lót kèm là xám lót nè, chồng này nhỏ lấy xíu là đủ dư đổ luôn nè, mới đổ giùm em luôn nè. Còn như đó dư rồi đó. Lót kèm xám Dolphin 79.000 kg nha mấy. Mấy anh mua dòng láng mịn nha mấy. Mấy anh mua loại nào mấy anh nói rõ tên giùm em nha. Chứ nó có tới 3 dòng là dòng OK là cao cấp, dòng Zben là dòng trung cấp và dòng láng mịn. Dòng láng mịn thì mấy anh làm đúng quy trình hết, lót kèm keo bóng vô thì nó bền màu tầm 2 năm rồi trời. Có nghĩa là 2 năm sau nó sẽ xuống màu dần chứ không phải là nó phai liền đâu. Nên mấy anh lưu ý. Cái đó là em báo chính xác với mấy anh thôi chứ nhiều khi nó khả năng nó còn hơn. Em báo là em đã nói giảm xuống rồi đó. Cứ lót kìm vô để nó chống hút sơn phủ mà nó láng hơn, đẹp hơn. Cái này là lót kìm xám dòng láng mịn Dolphin. Mấy anh mua mấy anh nói đúng giùm em, mấy anh nói dòng con cá heo là em biết à. Chứ mấy anh mua mấy anh không nói đúng thương hiệu em gửi sai đó mấy anh. Dòng láng mịn thì nó rẻ mấy anh ha, xài nó tiết kiệm hơn. Độ phủ nó cũng cao lắm á. Chậu ly 3K8 này hình như khuôn của nó em bán có mấy trăm mà, nên mấy anh coi lại clip cũ giùm em trên miệng nữa. Đó, lót kìm xong để khô xíu sơn nền mấy. Xem quá anh Tâm ơi. Dưới này nó dễ quá nè. Hút quá hả? Không lót kìm, lót thêm miếng nữa cũng được. Đó, mấy anh mà không lót kìm sơn phủ vô nó hút ghê lắm nha mấy anh. Lót kìm vô, xíu nữa mình sơn phủ đỡ hút. Ok, giờ cái lót kìm nó khô mình sơn nền mấy anh. Sơn nền cái này là mới là lót thôi nha mấy anh. Lót kháng kìm trong xi măng ra thôi, giờ mình mới sơn nền. Thì sơn màu xám nhạt, ngày em đang khui nè. Trước khi sơn mấy anh lắc đều lên ha, lắc đều lấy phun á thì mấy anh pha nước vô. Pha xíu nước sạch vô nha. Trên lon có hướng dẫn hết rồi mấy anh. Clip em làm thêm cho mấy anh coi. Và tầm 10% nước sạch so với thể tích hoặc 5% nước sạch so với thể tích là được. Đó, màu xám đó, đó là xám nhạt nha, xám sáng á. Xám đó là 79.000 một ký mấy anh. Lót kìm lên rồi thì mấy anh chỉ cần đi một nước đó là được, một nước lấp hết cái chậu là được. Nó xám sáng nó sẽ đậm hơn màu này xíu thôi nè, chứ nó cũng không có đậm lên nhiều lắm. Nó là màu xám sáng, màu xám nhạt á. Lên mượn lon sơn nó luôn. Chưa đóng mắt rồi. Đây nè mấy anh, màu xám nhạt. Đó. Sơn chậu kiện hệ nước dòng láng mịn ha, Dolphin ha. Anh mua mấy anh nói rõ giùm em ha, Dolphin là con cá heo mấy anh. Đó, sơn chậu ly này, xong xíu nữa trang trí đây thôi. Với trang trí đây thôi.
Ok, bụp lên. Sơ một màu thôi cho nó lẹ mấy anh ơi, để con làm nhiều clip cho mấy anh coi nữa. Này là màu xám sáng, sơn lên nó sẽ đậm hơn cái màu xám lót này một xíu. Nó là sơn phủ ha mấy anh ha, sơn phủ thì nó khác. Nó khác cái lót kiềm á, lót kiềm chỉ có tính chất kháng kiềm thôi và nó có thêm một xíu tinh màu vô thôi, cho nó dễ lên màu thôi. Còn cái màu xám này là xám sơn phủ, nó sẽ mịn hơn và láng hơn. Mấy anh sơn đều lên hết. Giờ mấy anh lót kìa mà nó không hút nữa đâu, mấy anh chỉ cần sơn một lớp lấp hết bề mặt cái xám đó là được. Nếu như dòng ok á, là cái sơn này nó khô lại nó bóng luôn mấy anh. Còn dòng này thì nó là dòng mịn nên là khô lại nó không có bóng, nó mờ, một xíu nữa nó khô lại mấy anh sẽ coi. Đó, mấy anh phủ một lớp lên vậy là được rồi mấy anh. Do mình lót kìm nên mình không cần phải phủ dày hai lớp làm gì hết á, tốn sơn phủ. Rồi ok, để đây xíu khô nữa sơn mấy cái này lên, trang trí lên là xong rồi mấy anh. Bây giờ sơn trang trí mấy anh, nó khô nó mờ rồi nè mấy anh. Hệ láng mịn nó khô nó mờ xuống, giờ sơn trang trí có màu xanh ngọc bích rồi nha mấy anh. Nay có hàng màu xanh ngọc bích rồi mấy anh, đó xanh ngọc bích nè, đó một ký nè, dòng láng mịn nha mấy anh, hệ láng mịn đô phin. Xanh ngọc bích này 89.000 ký mấy anh. Màu này nó sẽ không đậm bằng màu xanh ngọc bích của hàng ok đâu, nhưng mà nó cũng đẹp lắm. Màu này trang trí cũng đẹp rồi, có nhiều anh cũng thích xanh nó lợt hơn xanh đậm ngọc bích ok một xíu thì xài màu này. Đó, sơn trang trí cái viền này thôi, nó xanh ngọc bích ok trong thì đậm hơn. Hệ láng mịn nó khô nó mờ vậy nè mấy anh, xíu nữa mình sẽ phủ cái bóng lại từ thôi. Nhận lem xuống xấu đó, sơn trang trí vậy thôi, nhấn lên cho nó nổi cái chậu ly lên thôi mấy anh. Chậu ly khó sơn lắm mấy anh, giả đá xong mấy anh sơn trang trí vậy cũng được, hoặc là sơn một màu vậy cho nhanh cũng được, tùy mấy anh ha, tùy sở thích. Chậu ly nha, chậu ly 38 mấy anh. Nhanh mà đúng không, sơn vậy lẹ mà nhấn lên cho nó có cái màu lên cho nó nổi thôi mấy anh. Có lại báo mấy anh là có màu xanh ngọc bích láng mịn rồi, cho mấy anh cần thì có gọi cho em. Bữa giờ có mấy anh cũng gọi hỏi mua xanh ngọc bích láng mịn đó. Xanh ngọc bích láng mịn thì 89.000 một ký. Đúng không? Ừ, cho viền này lên là nổi đẹp rồi, đâu cần màu mè quá. Màu mè quá đâm ra lại xấu á. Chậu ly nó đơn giản mà màu quá nó xấu á. Cũng dễ sơn, nó không có bị lem dưới nhiều, do nó nổi lên á. Cho láng mịn thì dễ sơn nhũ với dễ sơn nền lên lắm nha, do nó khô nó mờ nó không có trơn. Còn dòng ok á, là dòng xịn á, thì bóng nó nhiều, độ bóng nó nhiều và nhựa nó nhiều nên nó trơn với anh, khó sơn nhũ lắm. Giống láng mịn thì nó khô nó mờ đi. Độ bền màu nó cũng tốt lắm nè, độ bám độ bền màu nó cũng tốt lắm. Hai năm ngoài trời thoải mái ha. Đó mấy anh tô nó đi xíu nữa, tô ở dưới. Ở dưới tô làm sao ta? Dưới mình tô cái chị nội luôn. Tô chị nội đó hay là tô cái hộp? Tô chị nội đẹp hơn à? Nhấn ít thôi, nhấn cái đế đó, cái miệng nó cho nội nó hơn. Ừ, vậy cũng được. Dưới này chắc tô cái này thôi mà chưa khô lắm. Dưới này chắc tô cái nổi này lên thôi nè mày. Tới đây thôi. Để nhấn lên cho nó đẹp thôi là được. Anh có đổi, thể đổi màu khác, màu nhũ vàng cũng được. Hoặc là màu xanh dương, có màu xanh dương luôn rồi mấy anh. À, xanh ngọc kia kìa, xanh ngọc kia nó lợt hơn màu xanh ngọc bích. Mày nhấn màu đỏ là cũng được nữa, thì mấy anh thích màu gì nhấn màu đó ha. Chủ yếu nay có màu xanh ngọc bích thì sơn chậu ly 38 này thành phẩm á, đổ cái chậu ly 38 ra thành phẩm rồi sơn cho mấy anh coi, với lại sẵn sơn màu xanh ngọc bích mới ra luôn cho mấy anh coi. Màu này đợt em sơn mẫu rồi, nhưng mà giờ nó có hàng thì sẵn làm lại thông báo cho mấy anh biết để mấy anh mua thì gọi cho em. Màu này đẹp lắm mấy anh. Vô sơn thì có 5 ký miễn ship nha mấy anh.
Em có tặng cho mấy anh cái cọ nhỏ này để tô nhũ nè, và cây cọ lớn để quét sơn. Hầu như đơn 5 kg trở lên là em sẽ bỏ vô cái thùng, còn đơn nhỏ nhỏ thì em không có bỏ vô được, do nó chổi ra đó, khó gói. Anh cứ mua 5 kg trở lên là có 2 cây cọ. Lại 5 kg trở lên miễn ship. Dòng này mấy anh sơn giá rẻ cũng được á, xài tốt. Đó, mấy anh cứ tô hết như vậy đi là ok rồi đó. Nãy giờ lấy cái nắp nó sơn thôi hả? Dạ. Nắp nó sơn đủ luôn rồi, lấy bằng sơn làm gì ta? Tự nhiên phí luôn sơn quá ta. Sơn nhiều mà. Để bữa nào sơn khác. Sơn nhiều cái mà lại sơn trắng vậy. Có cái nắp thôi sơn đủ cái viền rồi. À, còn dưới nữa kìa, dưới chắc thiếu. Rồi ok, xây vòng coi chơi em ơi. Đó, nhấn vậy thôi mấy anh, nhấn vậy cho nó nổi cái hoa văn nó lên là đẹp rồi mấy anh. Mấy anh có thể đổi màu khác, chứ không phải nhất thiết phải xài màu xanh ngọc bích giống em. Đó, đẹp mấy anh. Rồi giờ để dưới, nhấn ở dưới nữa là xong. Rồi giờ nhấn dưới thôi mấy anh, nhấn nhẹ nhẹ dưới thôi. Cái chỉ nổi dưới thôi. Nhìn giống cái bông hoa á mày. Giống bông hoa mặt trời quá vậy. Đây sơn màu vàng nắng lên chắc giống bông hoa mặt trời luôn á. Tùy theo mình phối màu, thích phối màu gì phối à? Cho mấy anh thích phối gì phối mấy anh. Sơn giả đá thôi mấy anh, phối gì cũng được. Hoặc là sơn một màu tối, màu sẫm đậm, màu sẫm đen, hoặc là nâu gì đó tùy mấy anh. Em thấy chậu ly thì nên sơn màu cho nó sáng sáng xíu, màu trắng hoặc là những màu xám sáng xíu. Nhìn cho nó kiểu nó sang sang xíu. Tối quá lại không phù hợp với nó, tại nó kiểu kiểu phương Tây mà, nó kiểu Tây Tây thì sao á. Nó kiểu giống bên Tây mà, nên là mình làm mấy tông màu giống châu Á mình nó không đẹp lắm. Không có sang. Chậu này trồng mấy hoa nhỏ được, trồng hoa 10 giờ rồi rủ xuống thì đẹp. Trong bên nhà một tí trồng hoa 10 giờ ha. Có bậc thang lên đó, người bên 5 chậu. Có bậc thang lên để đẹp á. Trồng hoa 10 giờ vô nó rủ xuống. Hoa nào mà nó rủ á mấy. Nhỏ đẹp. Chậu nhỏ dễ xài, dễ để chỗ nào cũng được đúng không? Ừ, gọn nữa, nó có đế nó cao lên luôn. Để bậc thang đi lên là đẹp lắm. Ngoại vô. Dưới này sơn đâu có hai nhiêu đâu. Nói chung là chậu ly 38 nó mới có hoa văn dày nha mấy anh. Mấy chậu ly khác thì hoa văn nó khác. Chậu ly 38 thì mấy anh mới có hoa văn dày, mấy anh phối giống em. Còn mấy anh coi mấy chậu ly của mấy anh coi hoa văn làm sao thì mấy anh phối thôi. Nói chung không cần nhất thiết phải làm giống em đâu. Sơn sao mình thấy nó có điểm nhấn lên nhìn ok là được. Nhấn sơ sơ vậy cho nó nổi lên là được rồi mấy anh. Đó, nhìn giờ cũng ok rồi. Không cần nhấn ở giữa đâu. Rảnh nữa thì nhấn cái đường chỉ này nữa nè. Nhưng mà lười thôi. Em thấy cũng đẹp rồi. Đói hả? Giờ giờ được chưa anh em? Hay là phối tiếp mấy anh? Hay là phối chỗ này nhũ vàng? Phối chỗ này nhũ vàng không? Với chỗ này nhũ vàng không? Rồi nếu anh em thấy kiểu này được thì được rồi nè. Em thấy cũng đẹp rồi đó. Còn giờ sao? Ý em sao? Có nhũ vàng vô đó không? Chơi à? Có vô thử rồi. Lấy lon nhũ vàng 24k ra đây. Nó kêu phối nhũ vàng vô coi thử rồi sao anh em. Sẵn phối cho mấy anh coi luôn, lỡ làm rồi. Đó, nếu mấy anh thích gì để về thôi. Không thì tô thêm nhũ vô. Tô nhũ đây thôi, đây với nút này thôi. Cho nó nhấn lên nữa thôi. Rồi rảnh mà quét thêm nhũ vàng vô coi nó làm sao mấy anh. Chắc cũng đẹp thôi, chắc cũng nổi thôi. Giống như là cái đó nó chụp lên cái nhũ vàng thôi. Hoa văn đó giống như là nó nổi nó đè lên thôi. Nhìn cũng đẹp á chứ. Nhưng mà cái giữa của nó khó ha, cái giữa nó khó tô. Cho thầy để lại cho nó nhiều màu chút. Bây giờ tô lên hết thì mất đi rất cái sáng rồi. Ừ, thôi kệ về được rồi, chứ tô trong này nữa thì nó mất điểm nhấn đi. Mất đẹp. Tô trên tô dưới lấy điểm nhấn mà. Hợp lý rồi.
Đó, đẹp chưa bà? Đó, nhấn bên này lên xíu nữa. Ờ, chỗ đó nó lợt. Rồi, ok rồi, phút dưới đây. Xíu ráo ráo đi, nước nữa là đậm đẹp lên luôn. Xoay vòng qua cái đâu. Nó đẹp mà. Nổi chứ ha. Đẹp mấy anh, nổi cái chậu lên. Rồi, ok, dưới đi. Thôi, cái điểm nhấn đó. Tập trung. Rồi, phút dưới luôn mấy anh. Kệ đi, sẵn làm cho mấy anh tham khảo màu luôn. Này, nhũ vàng 4K mấy anh. Xíu mấy anh tô xong ha, mấy anh tô xong mấy anh để nó tầm tiếng sau nó khô hết đi. Mình phủ cái bóng nước bảo vệ lại. Đó là cho nó bóng lên mấy anh. Thầy láng mịn không bóng nha. Phủ cái bóng nước vô cho nó bóng lên. Cái bóng nước phủ mỏng mỏng được rồi mấy anh. Phủ nhiều nó móc á. Như chồng này em để ngoài này mưa có móc miết gì đâu. Mưa nè, đang mưa nè. Xíu nữa mưa dở. Mấy bữa nay mưa dầm không à. Dòng rồi, xem dầu em. Đó, nhìn ok phết. Thôi vậy thôi mấy anh ơi. Tô nữa lên xấu lắm. Xíu nữa mình nhấn lại nhũ vàng cho nó sáng lên xíu nữa là được rồi. Rồi, phủ lại cái ống nước là xong nha. Vậy là đẹp rồi mấy anh. Đó, chọn ly 38 nha. Nó nổi ghê chứ bộ ha. Ok mấy anh. Để xíu nữa phủ cái ống nước em quay tiếp cho mấy anh coi. Để khô rồi, phủ cái ống nước mấy anh. Lấy cái ống nước vô nè mấy anh. Pha lọn với 100 nước để phun. Đó, xịt lên là nó bóng lên. Nhà cũng đẹp mấy anh ha, chậu ly sơn nhà cũng ok à. Phủ lên thứ nhất là cho sơn láng mịn nó bóng lên, thứ hai là bảo vệ lại bề mặt mấy anh. Phun mỏng lớp là được mấy anh, không cần sơn dày đâu. Mấy anh tránh phun tránh động ở những góc cạnh thì nó dày nhựa lên, nó mốt mưa xuống ngập nước lạnh nó bị móc. Phun đều hết, lấp hết bề mặt, láng bóng lên là ok. Cái ống nước này thì xài loại nhựa tốt thì nó không có độc tố nha. Bóng lón luôn nè, xíu nữa nó khô lại mới biết được. Rồi, vậy thôi mấy anh, đó, phủ vậy thôi. Xíu khô lại em quay cho mấy anh coi. Rồi, cho nước khô nè mấy anh. Bóng lên tương đối ha. Đó. À, thấy tay không? Đó, thì phủ cho nó bóng tương đối lên vậy là được rồi mấy anh. Bảo vệ là bề mặt là được rồi. Đó. Ok, hôm nay em sơn cái chậu ly 38 này cho mấy anh coi chơi ha. Lại xài dòng sơn Dolphin láng mịn ha. Anh em nào có mua khuôn chậu ly hoặc là mua sơn chậu kiển dòng Dolphin láng mịn thì gọi điện cho em nha.